Du Uyên khóa môi bạn trai tin đồn có profile xịn sò. Khi ồn ào của bùng minh tình cảm Du Uyên, Đạt Cờ, Cindy Lư tạm lắng xuống, người trong cuộc cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hậu chia tay, nếu Đạt Cờ ấm êm bên Cindy Lư, thì Du Uyên cũng nhanh chóng tìm được bến đỗ cho riêng mình. Mới đây, cô nàng Du Uyên đã đăng loạt ảnh tình cảm bên bạn trai cùng dòng trạng thái cực ngọt. Phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai, nhưng sẽ đẹp hơn khi tìm thấy được một bờ vai. Chọn cách công khai tình cảm, Du Uyên đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Ngay sau đó, profile của soái ca điển trai cũng đã được dân tình nhanh chóng tìm ra. Eo Anh Thoại, bạn trai tin đồn của Du Uyên hiện đang sở hữu một local brand đình đám và nhận được nhiều sự yêu thích của giới trẻ. Chính vì thế, anh chàng có style trang phục khá ấn tượng. Eo Anh Thoại hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là cựu sinh viên của trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Hutech. Sở hữu vẻ điển trai, ngoại hình nam tính, nhiều người cho rằng anh chàng khá xứng đôi khi đi cạnh Du Uyên. Đặc biệt, trang fanpage của Eo Anh Thoại cũng đã thu hút được hàng chục nghìn người theo dõi. Trước đó, cặp đôi cũng đã từng đăng ảnh tình cảm trong phòng tập gym. Cô nàng vui vẻ đăng hình kèm trạng thái, hai đứa tập như điên để lên con TV cho đẹp. Đặc biệt, cô nàng còn ngồi hẳn lên đùi của chàng trai bên cạnh, tự tin chụp ảnh với thần thái tự tin cực ngầu. Bên dưới bài viết, nữ ca sĩ được rất nhiều người hâm mộ nhiệt liệt đẩy thuyền tới bến vì nhìn cả hai vô cùng đẹp đôi. Thậm chí, mặc dù chưa biết rõ danh tính của anh chàng, nhưng nhiều người mạnh dạn nhận xét ăn đứt tình cũ Đạt Cờ. Anh chàng cũng đã từng đi đến sự kiện ra mắt sản phẩm để ủng hộ Du Uyên vào tháng 4 năm 2021. Đáng chú ý hơn, người hâm mộ còn phát hiện ra cả hai từng đăng trạng thái với nội dung tương tự nhau. Cụ thể bài đăng với Du Uyên với nội dung cực cắt mới đây, anh thích nhỏ nào, em cua bồi nhỏ đấy. Chẳng biết vô tình hay trùng hợp, anh chàng này cũng có một trạng thái tương tự Du Uyên. Em quen thằng nào anh đấm thằng đấy, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Khi những hình ảnh của Du Uyên và bạn trai được đăng tải, nhiều người đã không ngớt lời khen ngợi cả hai là một cặp đẹp đôi. Vậy là sau những ồn ào với Đạt Cờ, Du Uyên cũng đã yên ấm bên người yêu mới. Tuy nhiên chỉ vài phút sau đó, Du Uyên lại share bài đăng về trang cá nhân cùng với dòng chú thích, chỉ là hợp tác làm bộ hình thôi ạ. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến nhiều người càng tò mò hơn về mối quan hệ của cả hai vì cử chỉ giữa Du Uyên và anh chàng này vô cùng thân mật. Trước đó, Du Uyên bất ngờ thông báo đã chia tay Đạt Cờ sau 3 năm mặn nồng. Điều đáng nói là sau khi xác nhận đường ai nấy đi, Du Uyên liên tục có động thái bóc phốt Đạt Cờ sống tệ bạc. Vào thời điểm đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng xoay ra Đạt Cờ đã tìm được người mới chính là Cindy Lư. Trước nhiều nghi vấn của khán giả, vợ cũ Hoài Lâm và Đạt Cờ cũng đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Hiện tại, Du Uyên vẫn chưa xác nhận việc đã tìm được người mới mà chỉ lấp lửng về mối quan hệ với người này khiến khán giả không khỏi tò mò.